Xin chào các bạn. Thì hồ sơ đăng ký giải đáp thì bao gồm là thứ nhất là cài về xe. Cái này thì xe chắc là đương nhiên rồi, thì xe là phải có cài về xe thôi. Thứ hai nữa là bằng lái xe các bạn. Thứ ba nữa đó là bảo hiểm xe còn hiệu lực. Nói chung cài về thì xe thì cũng không cần phải nhất thiết là phải đúng tên mình đâu, đó là miễn là đúng với xe là được rồi. Rồi tiếp theo đó là cái quan trọng nhất ấy, là lý lịch tư pháp. Thì cái đó là quan trọng nhất. Thì cái này ấy, các bạn muốn cho nhanh ấy, thì các bạn làm sẵn cái này trước đi, đi làm cái này lý lịch tư pháp trước. Thì nơi mà để làm lý lịch tư pháp là đường Hai Bà Trưng. Thì, nếu nhớ không lầm là 117 Hai Bà Trưng, đó là cái bưu điện luôn đó. Ở đó mình đem căn cước theo hồi trước thì cần phải có hộ khẩu, mình đem vô đây thì chỉ làm lý lịch tư pháp. Nhưng mà bây giờ thì rất là chỉ có căn cước thôi, rồi thì chỉ còn căn cước thôi đưa người ta làm thôi. Cái này mà nếu mà dù nếu mà nhớ không lầm thì cái này những ai mà có tiền án tiền sự rồi lỡ làm một đèn chưa có khả năng là không được chạy với các bạn. Cho nên các bạn bạn nào mà đã từng làm lỡ thì tìm hiểu cho kỹ nha. Rồi khi các bạn đi làm với tư pháp ấy, xong rồi thì người ta sẽ đưa cho các bạn một cái tờ giấy hẹn là khoảng tầm khoảng một tháng ấy, thì các bạn sẽ có nhận được cái lý lịch tư pháp của mình. Và cái đó thì người ta sẽ gửi về địa chỉ, mình gửi địa chỉ vào trong cái đơn ấy, còn người ta sẽ gửi về cho mình các bạn. Rồi rồi các bạn cầm cái phiếu hẹn đó thì tới dân phòng ráp và đăng ký nha. Dân phòng ráp thì hồi trước là nằm ở đường Lý Thường Kiệt, quận 10, nhưng mà nó chuyển qua quận 7 rồi. Bây giờ nằm đường Nguyễn Lương Bằng, tòa nhà Paragon nha các bạn. Các bạn cứ tới đó là tòa nhà Paragon, đường Nguyễn Lương Bằng á. Hỏi người ta, không biết thì hỏi người ta là nơi đăng ký ráp chỗ nào là người ta chỉ cho. Rồi khi mình tới đăng ký thì các bạn nên đăng ký online trước đi, có nghĩa là mình điền thông tin, ví dụ mọi thứ liên quan, ví dụ giấy tờ hay gì đó thì nó yêu cầu thì các bạn làm trước đi, tại vì đường nào các bạn cũng làm cái đó. Chứ mà bây giờ đã tới văn phòng rồi các bạn làm cái đó nữa thì rất mất thời gian, cho nên là các bạn tải cái app đó về. Rồi các bạn đăng ký trước, đăng ký rồi xong hết rồi, đăng ký lại xong hết rồi thì các bạn tới đó thì đỡ mất thời gian hơn. Các bạn chỉ tới đó rồi thì gặp lên làm hồ sơ trực tiếp rồi là xong hơn đó. Rồi tới rồi chụp hình xe rồi mới chụp hình người, chụp hình cảnh đại diện của mình này, để mà mình lấy một tấm để mà đặt trên app á, chỉ là các bạn chắc không biết rồi gì, thì để cho khách hàng người ta thấy mình đó, đó chụp một tấm hình ở đại diện đó mà. Rồi đăng ký xong hết rồi thì nói chung mình nó có 4 combo ấy các bạn. Hồi trước ấy, thời của mình đăng ký thì không có combo gì hết đó, chỉ là đăng ký mình chạy đăng ký nó chạy cái nào thì đăng ký cái đó thôi. Ví dụ hồi trước là nó bao gồm tất cả cái nào mình, ví dụ là nó hỏi mình tin nhắn á, bạn có muốn chạy dịch vụ này ví dụ 4 giờ hay siêu rẻ hay là cốt kiếp rồi, thì mình nếu mình không chạy thì mình không đăng ký, thì mình không có đăng ký thôi. Hồi trước mình chỉ chạy, và tới bây giờ cũng vậy, là mình chỉ chạy là rep 3, rep giao hàng siêu tốc thôi, còn tất cả mình không chạy. Tại vì hồi trước á,
Nói các bạn lúc nó chưa ổn định chạy Grab Food nhiều khi mệt lắm, chờ tới chờ lâu rồi với lại khách hay bơm hàng nữa, nên là mình chờ lâu quá mình không muốn chạy. Thì đó là trường hợp của mình thôi, còn các bạn mà nếu cảm thấy chạy nhưng mà nay thì chạy ổn định rồi, nay thì hệ thống của nó với lại là khách hàng người ta cũng đa số là ok rồi, không có loại thành phần tào lao nhiều rồi. Cái con này là có bốn combo các bạn lựa chọn, nếu combo 1, combo 2, combo 3, combo 4. Combo 1 là chạy chở người với giao hàng, còn combo 2 là chạy giao đồ ăn rồi Grab Food, là đi chợ Grab Max hay đi siêu thị rồi nha các bạn. Còn combo 3 là chuyên về giao hàng, còn combo 4 là tất thành tận luôn, bao gồm ba cái kia cộng lại, nghĩa là gồm có chở người này, giao hàng này, giao đồ ăn này, đi chợ này, có trước rồi, có tất thành tận đó, đó gọi là combo tổng đó, combo 4 thì các bạn đã nhắm lựa chọn, mình cảm thấy các bạn thích hợp chạy combo nào thì các bạn đăng ký thôi. Từ các bạn thì chạy full thời gian, các bạn thì chạy bán thời gian đó, nếu các bạn cảm thấy thích combo nào thì các bạn đăng ký. Nhưng mà các bạn phải xác định trước ấy, là phải cày, chứ không cày là thu nhập rất ít cho các bạn. À, lúc trước ấy thì nó còn ổn định, ít người thất nghiệp ấy, ít tài xế thì còn đỡ, thì có thể là chạy sao cũng được, nhưng mà cũng thu nhập nó cũng không đến nỗi nào. Nhưng còn bây giờ ấy, rất là khó khăn các bạn, là nhiều người thất nghiệp nhiều á, là tài xế bây giờ cạnh tranh rất là khó khăn. Cho mà các bạn mà không siêu lại hay hơi cuốc hay gì đó là Grab nó không phát cuốc gì đâu. Ngay cả bản thân mình là nhiều lúc mà cũng nhiều lúc chán chán nản nản thì cũng có hơi ý bái rồi, nhưng mà nếu mà cố gắng phải siêu đó, rồi hoạt động như thế nào nữa hiệu quả thì mình sẽ video sau mình sẽ làm chia sẻ các bạn. Bây giờ thì mình chỉ nói là hồ sơ đăng ký Grab thì cần những gì thôi, thì số tiền mà các bạn chuẩn bị để chạy Grab ấy thì cũng tùy thôi, nhưng mà gói thấp nhất là như là 700 mấy, còn các bạn mà nếu mà chạy food rồi nữa là các bạn phải mua cái túi túi giữ nhiệt, cái túi Grab food ấy. Nói chung là như mà mua đầy đủ các kiểu là phải cho dưới 1 triệu các bạn đó. Thì đồ đó thì gồm có hai đồ thì bắt buộc thì nó thì có hai cái áo rồi, một cái áo khoác bó cục và một cái áo thun. Thì mình không thích lấy áo thun thì mình lấy hai áo khoác thì số tiền nó sẽ khác, còn lấy một áo khoác một áo thun thì nó sẽ khác đó. Còn mũ thì các bạn thích thì mình lấy hai cái mũ bình thường, giá nó sẽ rẻ hơn, mà các bạn mà lấy mũ 3/4 thì giá nó sẽ khác nữa, sẽ mắc hơn. Còn cái mà đó, nói chung là số tiền chuẩn bị đăng ký Grab với lại lý lịch tư pháp thì tầm khoảng lý lịch tư pháp thì khoảng 200 mấy, 270 hay sao thì khoảng 1 triệu mấy rồi. Còn các bạn mà chạy giao hàng nữa thì các bạn mà ký quỹ 2 triệu đó, nhưng mà đó là Grab nó cho bạn trả góp, đóng theo góp theo tuần cho cũng không phải là đóng một lần 2 triệu đó. Số tiền còn chuẩn bị mà nếu các bạn chạy Grab hay khổ, nếu mà chạy giao hàng nha, mình đang nói là chạy dịch vụ giao hàng đó, còn nếu các bạn không thì chạy giao hàng thì các bạn không cần phải đóng ký quỹ. Số tiền ký quỹ là 2 triệu đó, nếu mà chạy đầy đủ thì khoảng 3 triệu mấy đó, gần đây khoảng ba không nói vô cái kia thì góp thì không nói, thì nếu mà tiền liền thì khoảng 1 triệu mấy, hơn 1 triệu rồi. Rồi đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nói chung là nếu mà anh em cảm thấy là mình chia sẻ chưa đầy đủ hết ý, à, một số anh em có nhìn thấy video này của mình thì anh em có kinh nghiệm nhiều hơn, rành hơn hay là hiểu rõ hơn,
nắm bắt được nhiều thông tin hơn ấy, thì có thể comment cho các bạn biết nha. Rồi, chào các bạn.